Công an tìm người bị hại của công ty Tân Hoàng Minh. xử phạt 10 triệu nữ streamer phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao. Nam Định, hai nữ sinh lớp 6 đuối nước trên sông đáy. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tối trên kênh youtube Báo Dân Việt cập nhật thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến thông tin Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư, vụ việc đã gây xôn xao dư luận và tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Mới đây Bộ Công an đề nghị những bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu đến trình báo để được giải quyết. Kết quả điều tra vụ án xác định, trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần cung điện mùa đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại, theo quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo địa chỉ: Phòng 10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 0793 688 688 hoặc 055 993 3333. Nếu hết thời hạn điều tra, nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án. Từ những vụ việc mua bán người gây rúng động thời gian qua, các cơ quan chức năng đã thắt chặt việc truy vết và bắt giữ những đối tượng mua bán người. Những kẻ này là căn nguyên gây ra những vụ việc đau lòng, cha mẹ mất con, chồng mất vợ và hủy hoại đi tương lai của cả một đời người. Mới đây nhất, Công an Thái Bình đã xuất sắc triệt phá một nhóm đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi. Ngày 7 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã điều tra bắt giữ 5 đối tượng về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Các đối tượng gồm Lê Trung Sơn, sinh năm 2006, chú tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, Phạm Duy Phúc, sinh năm 2004, chú tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, Hà Thị Vân Khánh, sinh năm 1999, chú tại xã Đông Cát, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Trần Xuân Thành, sinh năm 2004, và Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1990, đều trú tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Về diễn biến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân có con bị lừa bán cho các đối tượng ở thành phố Hải Phòng. Qua điều tra xác minh, phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ được hành vi của năm đối tượng trên. Được biết, do không có việc làm ổn định, Sơn và Phúc đã đăng tin tìm người làm việc ở các quán karaoke với mức lương cao. Lợi dụng bị hại nhẹ dạ, các đối tượng đưa nạn nhân ra thành phố Hải Phòng rồi bán bị hại. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trên về tội mua bán người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 1, điều 151 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Vừa qua mạng xã hội xôn xao, đoạn video có nội dung liên quan đến việc một nữ streamer có những lời lẽ xúc phạm đến một lãnh đạo cấp cao trên sóng livestream. Ngay lập tức, danh tính của nữ streamer này được Bộ Công an truy tìm. Để trả giá cho hành vi này, nữ streamer đã phải nhận hình phạt kịch khung. Theo cơ quan công an, streamer Nguyễn Thị Thanh L, hay còn gọi là Milona, 26 tuổi, trú tại thôn Hưng Đạo 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Mức phạt tiền đối với hành vi này là từ 5 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, những phát ngôn của nữ streamer này được đánh giá là làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, nhà nước, gây bức xúc trong dư luận bởi ngôn từ mang tính kỳ thị nên bị xử phạt kịch khung 10 triệu đồng do bị áp dụng tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ. Trước đó vào chiều 25 tháng 8, mạng xã hội xôn xao đoạn video có nội dung liên quan đến việc nữ streamer Milona trên sóng livestream có những lời lẽ xúc phạm đến một lãnh đạo cấp cao của Đảng nhà nước. Cụ thể là trong buổi livestream trên nền tảng Facebook Gaming, nữ streamer đình đám một thời của game Liên minh huyền thoại gây chú ý khi gọi những người bị hói đầu là do xem nhiều phim 18 Cộng. Sau khi đọc được một bình luận khiếm nhã từ người hâm mộ nói về những người hói đầu do xem phim 18 Cộng, thay vì bỏ qua thì cô gái này lại vô tư phát ngôn không chuẩn mực liên quan tới những lãnh đạo cấp cao ngay trên sóng trực tuyến. Những lời lẽ xúc phạm của lờ nhanh chóng tạo thành làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không đồng tình với những bình phẩm khiếm nhã của nữ streamer này, và đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Sau khi bị cộng đồng mạng lên án, lờ bỏ về quê ở xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để tránh báo dư luận, cho đến khi được phòng PA03 Công an tỉnh Thái Bình cùng với một số phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan triệu tập đến trụ sở để xác minh. Quá trình làm việc, lờ thành khẩn thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết chấn chỉnh, không tái phạm. Thưa quý vị, vụ cháy kinh hoàng trong quán karaoke ở Bình Dương khiến dư luận chưa hết bàng hoàng, thì lại tiếp tục là một vụ cháy ở Vũng Tàu. Sau đám cháy, người dân phát hiện một thi thể đã bị cháy đen, hiện chưa rõ danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 7 tháng 9, Công an thành phố Vũng Tàu, Bà Địa Vũng Tàu phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp khám nghiệm hiện trường vụ thi thể cháy đen trong nhà tôn, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể cháy đen trong nhà tôn, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 10 hơn 50 mét nên trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường còn có một xe máy bị cháy hoàn toàn, cách vị trí nạn nhân chết cháy vài bước chân. Trước đó khoảng 3 giờ cùng ngày, một tiểu thương đi chợ phát hiện đám cháy lớn từ trong nhà tôn, nơi hiện trường nạn nhân tử vong, nhưng không biết có người bên trong đám cháy. Thi thể cháy đen được xác định là nam thanh niên. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh lai lịch nạn nhân và nguyên nhân của vụ cháy. Mới đây vụ việc hai học sinh đuối nước sau buổi khai giảng khiến cộng đồng mạng không khỏi thương xót, nhưng dường như những vụ việc thương tâm ấy vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh các bậc phụ huynh, các em học sinh với nguy hiểm trực chờ từ các vùng sông nước. Vừa qua tại Nam Định tiếp tục là vụ việc hai nữ sinh đuối nước trên sông đáy. Ngày 7 tháng 9, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Yên Quang, huyện Ý Yên, Nam Định, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai nữ sinh lớp 6 mất tích trên sông đáy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 9, hai học sinh gồm Bùi Thị Ngờ, thôn 5 và Nguyễn Phạm Linh Nhờ, thôn 7, cùng sinh năm 2011 ở xã Yên Quang, ra sông đáy đoạn qua địa bàn thôn 7A chơi. Tại đây, hai em đã xuống khu vực ven bờ sông, nhưng không may trượt chân, bị dòng nước cuốn trôi mất tích. Chính quyền, lực lượng chức năng địa phương, đội cứu hộ cứu nạn 116 tỉnh Thái Bình và gia đình đã huy động phương tiện tìm kiếm suốt đêm. Đến khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 9, đã tìm thấy thi thể một em bàn giao cho gia đình. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm nạn nhân còn lại. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo các gia đình, nhà trường cần nhắc nhở quản lý chặt chẽ con em, học sinh của mình không để trẻ em ra các khu vực sông, ao, hồ biển, nước sâu, chảy xiết, chơi, tắm, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tiếp tục bản tin là cập nhật về một vụ việc ô tô bùng cháy trên đường quốc lộ 1. Đoạn clip đang được cư dân mạng truyền tay nhau và mọi người không khỏi bàng hoàng khi những sự cố xảy ra bất ngờ khiến chúng ta không khỏi lường trước. Sáng mùng 7 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa Đồng Nai cho biết đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ ô tô 7 chỗ bị cháy rụi. Hơn 7 giờ sáng cùng ngày, anh Mai Thành Luân, 30 tuổi, lái ô tô chở bạn đi trên quốc lộ 1, hướng thành phố Biên Hòa đi huyện Tràng Bom. Khi đi qua phường An Bình, ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này anh Luân cùng bạn bung cửa thoát ra ngoài. Trong chốc lát, chiếc ô tô cháy rụi hoàn toàn, giao thông qua khu vực di chuyển chậm. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông thành phố Biên Hòa đã đến hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Vừa qua một đoạn clip tai nạn giao thông kinh hoàng được ghi lại, một ô tô mất lái đã lao sang phần đường bên trái, khiến hai mẹ con đang tham gia giao thông tử vong điều khiến dư luận bức xúc là quái xế này điều khiển xe tải không có giấy phép lái xe và các giấy tờ đăng ký liên quan. Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh Lâm Đồng cho biết, vào chiều mùng 6 tháng 9, Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh đã phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự Hoàng Tấn Phong, 35 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn chết người. Theo điều tra vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 31 tháng 8, Phong điều khiển xe tải chở gạch lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến đoạn qua đèo Phú Hiệp, đoạn xã Sa Hiệp, huyện Di Linh, lúc xe đang đổ đèo thì mất lái, lao sang phần đường bên trái khiến hai người tử vong. Như đã đưa tin vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 31 tháng 8, tại km 173 quốc lộ 20, đoạn qua thôn Phú Hiệp 1, xã Sa Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến hai người phụ nữ tử vong thương tâm camera hành trình của người dân ghi lại cho thấy chiếc xe tải do Hoàng Tấn Phong, 35 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng điều khiển, lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt. Khi đến km 173 quốc lộ 20 thuộc địa bàn xã Sa Hiệp, khu vực đèo Phú Hiệp thì mất lái, lao sang bên trái đường. Đúng lúc này, chị Đinh Thị Thanh Tuyền, 28 tuổi, điều khiển mô tô chở theo bà Vi Thị Kim Ngọc, 56 tuổi, lưu thông theo chiều ngược lại. Chiếc xe tải đã lật ngang, đè trúng xe máy, rồi lật xuống vực bên đường, Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong. Qua làm việc, công an xác định vào thời điểm trên, Phong điều khiển xe tải không có giấy phép lái xe và các giấy tờ đăng ký liên quan. Lái xe Phong trình bày do trước đó vi phạm luật giao thông nên vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ các loại giấy tờ bằng lái. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.